Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Bà buông hẳn đúng không? Cho nó lên thôi, lôi, tự nó lôi cái gì. Rồi tới đó đạp con đạp thắng. Dừng xe chưa đến vị trí,